trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Hôm sau lại tiếp kê vì một khi anh rap thì đừng làm miễn chê. Em một tầng lắm, xem anh diễn đề.
cảnh báo do cần tấu hài. Anh vẫn kiếm đồng thay đổi khiến những người đó một lần nữa mê. Thứ review lại update nếu tiếp tục trên nữa đây. Tại anh một tràng tiếng hét của người yêu thương họ khen, họ muốn được thấy anh thắng như là fan của một bên. Cảm ơn mỗi ngày những người ở bên. Từng giờ phút thăng trầm trong anh kho báu mà anh tìm kiếm là cái cúp trong lòng. Đặt trụ vững vàng trên bất cần gì phải nhón. Câu chuyện nổi bật thâu đông còn gì phải nhấn. Chiếm mọi ánh nhìn đến khi không còn gì phải lớn. Một đạp băng về đỉnh đầu chẳng nên cần gì phải nhón. Xem anh diễn đi, nghe một phát đúng đôi là miễn về em không quan sát. Không sao lại tiếc kê vì một khi anh rap thì đương nhiên là miễn chê. Chờ ta là bao khó khăn gần xa sẽ nhanh qua thôi mà theo chân ta đời cuối cùng.
có lớp bánh da kể cả có sáng sức. Sẽ phải tập bài đã thể bọn họ thử nhầm tưởng anh xấu bài. Xin để biết con xe cút kít mang gạch đá về xây lấu đài. Khán giả ngồi dưới nhưng có quên tên tôi. Nhìn em nụ cười hiện lên trên môi. Thiếu công tích tác phẩm test diễn thì cứ enjoy tiểu phẩm dương tấu hài. Quý bạn và các vị ngày hôm nay một tinh thần thoải mái đi gây được một câu hay trong đối thủ của anh. Cảm thật là nhiều may mắn tìm ra được cơ hội thắng dù là chẳng có cơ may vì thời lần ngắn em phải nói nhanh chúng bị em vì những điều mới ta chúng tôi thấy ngăn chặn được giống ai sẽ ta tiên tấn vẫn thoải mái lúc còn con phố hao tốn phải hóa lên trong trạng thái chơi mơ muốn chiến được cảnh cuối anh đâu rồi có phải vào bóng hay sao phải tái nhá. Vươn lên cao như cánh chim trời dù phía trước đang chờ ta là bao khó khăn cần xa sẽ nhanh qua thôi mà theo chân ta nơi cuối con đường còn ai sẽ bên cạnh đây liệu ai sẽ buông bàn tay quên đi bao tháng ngày. Enjoy 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 cái mộng này. Chỉ là một cơn gió thoáng qua giữa phố xa nơi giặt sương màu hà. Chỉ là ước muốn bé đi để cho nước mắt phai bớt trên khóe mi. Đằng sau ở vai là những bước chân chậm rãi trôi đi giữa không gian buồn thiếu khử dài. Còn là suy vật tư trong bức tranh mẹ giữ chỉ mong sao thời gian không khiến ta tự sự. And I'm rolling, 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 rolling down. Con đã rơi vào trong bức tranh huyền đạo. Rolling, 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 rolling down. Con đã rơi vào con mong muốn mơ mà quay lại lúc xưa vu vơ mấy câu ca và lúc mưa hòa vào màn đêm tối cũng đã đừng quên lối mà sao cũng thời gian cho đi thật vội. Tên là mau ấy, mày không thu âm mà thu mày trong lâu ngày. Vì sau tay mong tôi cơm đầy là thứ khiến cho mama lại câu mày cũng chỉ vì nuôi con lớn dậy thật là sớm. Làm và mày làm nhiều việc hơn. Trời đông bước mày lại lo toan cho những đứa con thêm khó khăn và con luôn mong về quê vì đó là nơi không chân chỗ để xe. Vì đứa xe là nơi mà mẹ chờ mẹ che hay mong về nhà của con có mẹ mời mẹ nghe. And I'm rolling, 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 rolling down. Con đã rơi vào trong bức tranh. Khôn và lớn đó là khi ăn đòn của mẹ lại không khóc nhưng sẽ khóc khi mà thấy mẹ ướt đôi hàng mi. Con biết con về bố không nói chuyện được lâu. Hai người đàn ông nhưng cái nhìn ngược nhau. Và bố dạy con không được run vì run thì chỉ đem mà đi bụng mùi câu. Và con đang làm việc ngày hàng thêm. Con bắt cầm máy tính 6 giờ thuê đồ làm thêm. Thời gian không còn đủ cho việc ngủ nên là con không có bạn hay là bè. Để vẫn làm quen, tự gì vẫn còn mệt nhưng mà nó sẽ không đau. Nên tự cần nhiên liệu để vay thêm mong cầu. Đối với bà tôi con và con là nhìn không phải con mà chỉ đơn giản là một cái xóa đồ from. Nhiều trông gai con bước đi qua, dù xa sao vẫn luôn nhớ nhà. Mẹ cũng chẳng mong thêm điều chi, nhiều khi cũng chỉ muốn quay trở về. Khi mà mama mới tròn 20, ước mơ là đứng ở đây dù cho hồi đó ngày hai lần cơm nguội. Và bây giờ thì đến lượt con, sẽ có những đồ ăn thật ngon, tôi cho để thêm màu son. Phía giấc mơ mai sau, vì giờ sẽ có mama đứng chờ. And I'm rolling, rolling, rolling down. Con đã rơi vào trong bức tranh mình đã. Rolling, 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 rolling down. Con đã rơi vào trong tầm tối. Con đã rơi vào trong bức tranh mình ta.
thiên đôi. Nên từ lúc nghèo đừng đi làm sân chơi, nên dân ta lên đen nó là đã ê là em đã baby. Yeah so đẹp you make me crazy. Em ấy lấy vợ anh gọi là maybe. Cơ cho cô phốt phim thời đang thi hát. Man I'm from the hood. Nên hát sâu trong mọi giờ phút. Y là im lặng là vàng. Im lặng và làm đàn ông cứ A đến Z.
anh ấy là miên bàn để được chơi thiện trí của người làm nghề diễn thuê, nhưng âm nhạc này miễn phí nếu vui lòng làm miễn chê. Các em bé cứ chê anh chặt chê anh nên rồi chê anh xấu dài, giờ anh rap chất bảnh bao sao cần tấu hài. Anh vẫn kiếm tâm thay đổi khiến những người đó một lần nữa mê, từ review lại update nên cứ còn chơi nữa đi. Tại anh một tràng tiếng hét của người yêu thương, họ khen họ muốn được thấy anh thắng như là fan của một band. Cảm ơn mỗi người những người ở bên từ giờ phút thăng trầm cho anh kho báu mà anh tìm kiếm là cái cúp trong lòng. Đặt trụ vững vàng chẳng bất cần gì phải nhón, câu chuyện nổi bật thông đông còn gì phải nhấn, chiếm mọi ánh nhìn đến khi không còn gì phải lớn. Một đám băng về đứng đầu chẳng nên cần gì phải nhón. Xem anh diễn đề nghe một phát, đúng đôi là miễn về em không quan sát. Không sao lại tiếc kê vì một khi anh rap thì đương nhiên là miễn chê. Muốn đăng đáp cứ xem anh diễn đề nghe một phát, đúng đôi là miễn về em không quan sát. Không sao lại tiếc kê vì một khi anh rap thì đương nhiên là miễn chê. Con dây trong mũ lòng vẫn phải tiến, con ta phải chạy trốn, con đàn ông mà ta cảm thấy khi mà trên lưng vất vả ấy hóa thành đôi cánh được. Lên cao
và ta kịp cho nó lấy cái cặp điện từ thành phố đến các quận thấp giờ tay của chúng mình cho anh cả trăm bước nói về độ mơ bọn người ta ăn đứt từ thần thái cho tới cái cách cầm mai anh vẫn cứ lấp bánh ra kể cả có sáng sức step into my table bọn họ cứ nhầm tưởng anh xấu bài xin ekip con xe cút kít mang gạch đá về xây lâu đài khán giả ngồi dưới đừng có quên tên tôi thế nên em cười hiện lên trên môi nếu không thích tác phẩm test diễn thì cứ enjoy tiểu phẩm dương tấu hài và các vị ngày hôm nay một tinh thần thoải mái để gây được một câu hay trong đối thủ của anh cảm thật là nhiều may mắn tìm ra được cơ hội thắng rồi là chẳng có cơ may vì thời lần này phải nói nhanh chúng bị em vì như điều mới ta chúng tôi đã nghe trả lời giống phải sẽ ta tiến tới một con thoải mái lúc còn còn phố hoa tôi phải hóa lên trong trạng thái chơi mơ muốn chuyển được cảnh cũ ngay đâu rồi có phải vào bóng hay sao phải tái nhá vươn lên cao như cánh chim trời dù phía trước đang chờ ta là bao khó khăn cần xa sẽ nhanh qua thôi mà theo chân ta đến cuối con đường còn ai sẽ bên cạnh đây liệu ai sẽ buông bàn tay quên đi bao tháng ngày enjoy 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 cái mộng này chỉ là một cơn gió thoáng qua giữa phố xa nơi giặt sương màu hà chỉ là ước muốn bé đi để cho nước mắt phai bớt trên khóe mi đằng sau ở vai là những bước chân chậm rãi trôi đi giữa không gian buồn thiếu khử dài còn là suy vật tư trong bức tranh mẹ giữ chỉ mong sao thời gian không khiến ta thực sự and I'm rolling 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 down con đã rơi vào trong bức tranh huyền đạo rolling 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 down con đã rơi vào con mong muốn mơ mà quay lại lúc xưa vu vơ mấy câu ca và lúc mưa hòa vào màn đêm tối cũng đang đừng quên lối mà sao không thời gian cho đi thật vội và rồi thật là mau ấy mình không thu âm mà thu mình trong lâu ngày vì sau tay mong tôi cơm đời là thứ khiến cho mama lại câu mày cũng chỉ vì nuôi con lớn dậy thật là sớm làm và mày làm nhiều việc hơn trời đông bước mày lại lo toan cho những đứa con thêm khó khăn và con luôn mong về quê vì đó là nơi không chật chỗ để xe vì đứa xe là nơi mà mẹ chờ mẹ che hay mong về nhà của con có mẹ mời mẹ nghe and I'm rolling 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 down con đã rơi vào trong bước khôn và lớn đó là khi ăn đòn của mẹ lại không khóc nhưng sẽ khóc khi mà thấy mẹ ướt đôi hàng mi con biết con phải bố không nói chuyện được lâu hai người đàn ông những cái nhìn ngược nhau và bố dạy con không được run vì run thì chỉ đêm mà đi bụng ngồi câu và con đang làm việc ngày làm thêm con bật cả máy tính 6 giờ thuê nó làm thêm thời gian không còn đủ cho việc ngủ nên là con không có bạn nên là bè để vẫn làm quen tư duy vẫn còn mệt nhưng mà nó sẽ không đau nên tự cần nhiên liệu để vay thêm mong cầu đối với bạn ta con phải coi là nhỉ không phải còn con mà chỉ đơn giản là một cái xóa đồ from nhiều trông gai con bướm đi qua dù xa sao vẫn luôn nhớ nhà mẹ cũng chẳng mong thêm điều chi nhiều khi cũng chỉ muốn quay trở về khi mà mama mới tròn 20 ước mơ là đứng ở đây dù cho hồi đó ngày hai lần cơm nguội và bây giờ thì đến lượt con sẽ có những đồ ăn thật ngon tôi cho để thêm màu son phía giấc mơ mai sau vì giờ sẽ có mama đứng chờ and I'm rolling 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 down con đã rơi vào
toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.